giờ anh Linh sẽ ăn tử, tại lần đầu tiên ăn luôn mọi người. Ăn để coi thử cái thịt của con cua bình đới này ăn có như những con hải sản cua ghẹ mà Linh thường bắt không nha. Wow. Rồi. Chắc anh. Đó, nhẹ. Wow. Cái gạch kia. Ôi. Rồi, coi Linh tắt cái đây ra nha. Cái gai của nó đó. Coi chừng đâm tay. Dằn đi biển mà không sợ. Đó. Gạch đỏ luôn. Đây cái gạch đỏ này. Đây đây. Wow. Wow. Số đỏ anh. Số đỏ, anh số đỏ. Số đỏ. Đây mọi người, rất ngon luôn nha. Con quỳnh đế này ăn là rất là bổ dưỡng luôn á. Trời ơi, số đây, số đây, số đỏ chấm luôn. Cái miếng muối ớt chanh nè. Ừ, khuấy khuấy lên thôi cho. Trời ơi. Nhức nách. Nhức nách luôn mọi người ơi. Chúc anh Linh số đỏ như con cua bình đế. Sao nó bùi đúng không? Bùi béo và có vị ngọt, có vị mặn của nước biển nữa, rất ngon luôn. Hi, xin chào tất cả mọi người đang quay lại kênh vlog của Linh nha. Thì nhân dịp Linh được bật nút kiếm tiền thì hôm nay Linh với em Minh 86 với em Thái nhà biển sẽ đi vào trong chợ hải sản Liên Hương để mua một số hải sản về làm ẩm thực ăn mừng dịp Linh được bật nút kiếm tiền nha mọi người. Dạ, em Minh chào cô chú anh chị trên kênh của anh Linh Thợ Lặn. Hôm nay được dịp cùng với Linh và Thái nhà biển sẽ đi dạo chợ hải sản Liên Hương nha, để xem hôm nay chợ hải sản Liên Hương có nhiều hải sản không, và sẽ làm mang một ít hải sản về để chế biến. Xin chào mọi người đã đến với kênh anh Linh Thợ Lặn và em là Thái nhà biển. Hôm nay được sự góp mặt cũng như chúc mừng anh Linh được bật kiếm tiền thì chợ hải sản Liên Hương rất nổi tiếng về hải sản của mọi người, cũng như là những video mà Thái quay với mọi người. Hôm nay là Thái gợi ý để anh Linh được trong ruồng anh Linh chạy ra ngoài này luôn, và cũng bật mí là em vừa trúng đắc là em sẽ chi ra một số tiền sẽ mua những hải sản cao cấp để anh Linh được chiêu đãi fan của anh để chúc mừng anh Linh bật kiếm tiền. Rồi, mời tất cả mọi người đi theo chân anh em mình đi vào chợ nha. Let's go. Đây tôm hùm. Trời ơi, tôm hùm này mọi người. Đây là tôm hùm xanh đó mọi người ơi. Wow. Con này chắc được 3 lạng ha. Bao nhiêu một ký cô? Đây là cô của mình luôn á mọi người. Tôm hùm sống luôn mọi người. Ở trong cửa nè. Hay mình làm ba anh em mình ba con nha. Ừ, ok. Thế là mua ba con. Gọi ghẹ sứa nha mọi người, hay còn gọi là ghẹ thánh giá. Ở trên con ghẹ sẽ có một cái thánh giá này cả nhà. Đó, bên này nữa anh Linh. Bên này ốc này. Đây ốc ở Linh gọi là ốc dâu, còn nơi khác thì gọi ốc sắt hoặc là ốc ốc giác nha mọi người. Còn mặt hàng bên đây nữa. Đầy đủ cái loại ốc luôn. Cái loại ốc hương này thì theo kinh nghiệm của Linh thì ốc này ốc nuôi nha mọi người, không phải là ốc tự nhiên. Này được nhiêu cô? 4 con ký tư. Ký tư. Dạ, 4 con ký tư. Ký 1 ký tư giác luôn mà tính có 1 ký tư không mọi người. Người quen, người quen. Người quen. Có cho con gửi tiền. Chịu đi 40.000 quá. Mười mấy năm rồi, bây giờ lần đầu tiên đi mua hải sản, mua sò. Lần đầu tiên luôn á mọi người.
Quỳnh Đế nè mọi người. Đây ông vua Quỳnh Đế hay? Dạ con này thì ở quê Linh là không có, chỉ có ở là Liên Hương với Phước Khởi, quê của Thái Hà Biển. Tại nó có mảng đất mà nó có. Cái này bao nhiêu ký cô? 600 ngàn. Cái này mình sẽ lấy vài con mình về mình ăn. Con này là con phải nói là đã ghi tên cua Quỳnh Đế rồi thì nó là bậc nhất trong những cái loại hải sản mọi người. Cái này chắc loại 2 ha, loại 2 chắc tầm 3-4 con ký. Cần thử 4 con, lấy 4 con. Lấy 4 con đi cô. 9 lạng rồi đúng luôn, tầm 3-4 con ký. 9 lạng đúng. Thái là chắc chúng đất cũng đậm á nha. Hải sản cao cấp là cứ để em lo cho anh Linh. Đây con sò Mika nè mọi người. Sò này là Linh đặng thường rồi, không có bắt này. Bỏ cái này. 15.000 ký, 15.000 một ký. 15.000 ký sò đây gọi sò sữa anh chị. Có bên đây gọi sò sữa, bên đây là gọi con sò nước. Gọi Linh gọi là sò Mika. Dạ. Yeah. Gọi là ốc mỡ. Hai loại luôn, hai loại mỡ đá, một loại mỡ thường. Đúng rồi. Ngao chọt. Ngao chọt anh Linh hay lặn đúng không? Đúng rồi. Con này là hấp thái anh. Con này ốc nhảy nè. Ốc nhảy làm món gì anh à? Ốc nhảy đây luộc làm gỏi đồ trộn ăn rất ngon luôn. Làm gỏi, gỏi trộn. Đang thấy một nồi ốc một thao ốc bông tay cồ to. Ồ, loại cồ này chắc tầm 30 con, 35 con ký nè. Hay là mình làm một ký ha. Wow. Luôn nha.
hàng cao cấp nè mọi người. Đó, con mật lá nó tươi là nó đẹp như thế này nè. Chớp. Linh với Minh với Thái sẽ di chuyển ra xe nha mọi người nha. Chợ ở đây khoảng 2-3 giờ chiều thì sẽ rất là đông. Đây tôm hùm với cua bình đới thì Linh sẽ hấp nha mọi người. Còn móng tay thì Linh sẽ xào tỏi. Wow, đây mọi người. Giờ tôm với cua bình đới cũng đã chín rồi. Bây giờ chắc ra mâm thôi. Đây nè mọi người. Giờ mâm hải sản chế biến cũng đã xong rồi. Thì Linh với em Minh và em Thái sẽ mời tất cả cô chú anh chị dùng chung với ba anh em nha. Thì tôm đây thì hấp nè mọi người, tôm tôm với cua bình đới thì hấp, còn cái móng tay đây thì xào tỏi xào mai cũng hấp luôn nha mọi người, tại làm kinh nhanh á. Rồi đến mời tất cả cô chú dùng chung buổi tiệc nhân dịp bật nút kiếm tiền kênh của Linh. Chúc mừng anh Linh. Rồi mời hai em và mời tất cả cô chú anh chị dùng. Anh bên ăn tôm trước đi. Tôm này á là tôm hùm mọi người ơi, mọi người ăn tôm hùm hấp là ăn đúng cái vị của nó luôn, không cần chế biến gì nhiều để mình thưởng thức được cái vị ngon ở bên trong của nó. Giờ mình cùng với lại anh Linh và Minh mời mọi người nha. Đây Linh ở Minh nè. Dạ cảm ơn Linh. Còn Thái ăn tôm ăn bình đới trước. Em ăn tôm trước. Rồi ok, em ăn. Vô. Em ăn bình đới rồi. Cua bình đới nè. Rồi Linh cũng ăn con chị. Tôm nha mọi người. Vô. Chúc mừng nè. 1 2 3 vô. Chúc mừng anh Linh. Này đắt giá xa xỉ quá cả nhà ơi. Đây tách da nè mọi người. Wow. Wow gạch kia. Trời. Hy vọng con em cũng sẽ có gạch. Mình thái nữa nè. Wow, gạch trong đây. Gạch trong nữa nè. Đã quá. Thích bóng đẹp ha. Rồi mình đem tách luôn đi. Dạ. Mình tách vậy. Con này thì tách nó hơi cứng ha. Có cái đũa gì vậy? Nó hơi cứng. Đây, để em lấy cái này đó. Wow. Tách này đó. Gạch không? Với ở trong gạch của nó ở bên trong nè. Đây em lấy gạch cho luôn nè. Đó là cái này là ngon nhất của con cua hình đế. Dạ. Còn cái thịt của nó tùy khẩu vị nha. Nếu mà mọi người thích ăn con cua hình đế này á, là có khi thấy cái thịt của nó sẽ ngon hơn từng con tôm hùm luôn đó. Rồi bây giờ mình vô một cái để chúc mừng anh Linh được bật nút kiếm tiền nha. Chúc mừng anh Linh. Rồi, ngày càng phát triển nha. Chúc mừng anh Linh sớm đạt 10.000 lượt đăng ký nữa. Rồi cảm ơn em Minh với em Thái. Rồi đây là mọi người. Wow. Này, anh sao anh rung quá vậy? Anh rung với anh Linh. Cái hàng mất tiền. Căng thẳng. Anh ăn mập lên. Anh phải ăn cho mập. Anh ốm quá. Ngon quá mọi người. Sao xỉu. Rồi em Minh ăn cho cảm nhận khán giả của anh đi. Rồi bạn Thái chứ Thái đẩy vô. Mời mọi người nha, đây là muối ớt đỏ ở VM. Rồi giờ chị bỏ vô miệng. Cái gạch nó béo. Cái thịt nó rất là ngọt. Ngon ăn. Rất là ngon ngọt nước. Ăn cho em trúng thêm vài lô đất nữa. Em đưa anh vào Sài Gòn. Ghé vô bữa sẽ ngày em là lên 81 tầng ăn luôn tô phở. Rồi ok, chúc em may mắn. Đây, wow, cua hình đế kìa. Cua hình đế, thịt đây. Rồi, em chấm luôn. Đây nè.
cũng ít thôi, mà được cái rất là chất lượng. Thơm mà. Thơm mà ngọt. Đúng là hải sản cao cấp. Giòn á. Anh Linh có bữa nào đi lặn được con tôm hùm không anh? Lặn tôm hùm á thì những tôm hùm mà mini cái này á mọi người, thì Linh lặn thường lặn rất nhiều. Mà lần đầu tiên là ăn được con tôm đây đúng không? Lần đầu tiên ăn con tôm đây với thưởng thức cua bình đới nè mọi người. Mình chưa bao giờ ăn con cua bình đới luôn, với tôm hùm cỡ đây luôn. Ở đây có thêm móng tay nè. Móng tay bình dân thôi mà cũng rất là ngon nếu mà móng tay tươi. Wow. Em mời cô chú anh chị luôn. Ây da. Nước sốt. Đã quá. Muối tiêu xanh. Muối tiêu chanh này. Móng tay xào tỏi không? Thơm á. Ngon, ngọt. Mình sắp được 1000 chưa? Đợi mình đãi mọi người à. Đợi mình 86 đãi. Đợi. Đợi em cố gắng đạt nút bạc trong năm nay rồi đãi Thái với anh Linh lại một chầu. Rồi cô chú cũng xem video này thì nhớ qua kênh của em Minh 86 Vlog để ủng hộ kênh em đạt được 1000 sub nha. À, em cảm ơn anh Linh. Thì cùng với em Thái Nhà Biển cũng kênh cũng làm để giúp người thôi. Cô chú qua kênh của Thái Nhà Biển để ủng hộ cho em nó đạt được một ngàn lượt đăng ký, một ca sub được bật nút kiếm tiền như lên nha. Để em sẽ đãi được một chầu to nữa. Thì anh Linh là người giúp em Minh để em Minh được nhiều cô chú anh chị biết đến. Thì ngày trước em mới làm video á, em làm YouTube á, thì anh Linh ảnh quay về cái nghề lặn biển của ảnh. Thì đó, nhờ anh Linh mà em cũng may mắn được nhiều cô chú anh chị biết đến. Cũng rất mong trong thời gian sắp tới kênh anh Linh ngày càng phát triển và được nhiều cô chú anh chị yêu mến. Rồi, anh cảm ơn em nhiều. Là con Mai nè mọi người. Thì trong cái tháng 3 tháng 4 này á thì con sò nó rất là ốm mọi người. Thì do nó ốm là nó trong quá trình sinh sản nên nó ốm. Đây cái con Mai thì cái cầu nó cũng hơi nhỏ mọi người. Vậy là hải sản từ tháng 5 tháng 6 đến cuối năm thì bất kỳ con hải sản nào nó cũng ngon hết cô chú anh chị. Còn tháng này là nó ốm là do nó đẻ à? Nó đẻ tháng này đầu năm nó đẻ. Nó đang sinh sản. Con hải sản nó sẽ ốm. Mà từ tháng 5 đổ tới tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 là đổ tới luôn, là con hải sản rất là ngon mà nó ăn nó chắc lượng. Dạ, anh Linh có tâm sự là ngày trước giờ có lặn bắt hải sản nhưng mà mình chưa có được ăn một cái mâm hải sản nó hoành tráng như thế này. Em cũng lần đầu tiên được ăn thưởng thức một cái mâm hải sản nó chất lượng như thế này. Cảm ơn Thái rất là nhiều. Nhà tài trợ. Đây là nhà tài trợ cho video này của Linh. Cảm ơn em Thái rất nhiều luôn. Chúc Thái ngày buôn bán hải sản ngày càng đắt khách và chúng nhiều lô đắt hơn nữa. Bán lâu sản hơn nữa. Ở đây mình cũng mình ăn con cua rồi đúng không? Giờ anh Linh sẽ ăn tử, tại lần đầu tiên ăn luôn mọi người. Ăn để coi thử cái thịt của con cua bình đới này ăn có như những con hải sản cua ghẹ mà Linh thường bắt không nha. Wow. Rồi. Chắc anh. Đó, nhẹ. Wow. Ồ, cái ngọt ghê. Rồi, coi Linh tắt cái đầy ra nha. Cái gai của nó đó. Coi chừng đâm tay. Dằn đi biển mà không sợ. Đó, gạch đỏ luôn. Đây cái gạch đỏ này. Đây đây. Wow. Wow. Số đỏ anh. Số đỏ, số đỏ. Số đỏ. Đây mọi người, rất ngon luôn nha. Con quỳnh đế này ăn là rất là bổ dưỡng luôn á. Trời ơi, số đây, số đỏ. Đây để chấm cái miếng muối ớt chanh nè. Ừ, khuấy lên này cho.
Trời ơi. Nhức nách. Nhức nách luôn mọi người ơi. Chúc anh Linh số đỏ như con cua bình đế. Nó bùi đúng không? Bùi. Béo. Béo à, có vị ngọt. Có vị mặn của nước biển nữa, rất ngon luôn. Nó chất lượng, cái chất lượng nhất là cái gạch của con cua bình đế. Ồ, nếu đó mà tính ra như vậy là anh Linh với lại Minh chưa ăn cua kinh ráp nhờ. Chưa bao giờ. Thái cũng rất là may mắn khi mà được chọn cái ngành hải sản, cho nên Thái cũng đã ăn được nhiều, rất là nhiều loại hải sản rồi. Thì Thái chỉ mong muốn đến với cô chú, anh chị cũng như là Minh và anh Linh sẽ được thưởng thức những hải sản cao cấp. Nói chung là mau đạt được 100.000 người nút bạc giùm đi. Rồi. Là Thái sẽ mang cua kinh ráp về luôn. Chắc chắn Thái hứa cố là gắng, Thái sẽ làm mọi người. Cố gắng đạt được 10 ca sấp nha em. Dạ. Rồi lắm tới lượt Thái đạt 1.000 người thì sao? Thì mình đi ăn chè. À. Tại vì Thái ở Sài Gòn khá nhiều mọi người. Thì em hy vọng sẽ được 10 ca sấp, sau em thấy nó xa vời quá. Cố gắng thôi mọi người. Dạ. Cũng vì đam mê và giúp người. Nếu mà được kênh của em mình được 100 ca sub thì em mình sẽ giúp cho những cuộc đời bất hạnh, cũng như là những người mất sức lao động và những người già neo đơn. Thì Linh cũng có một suy nghĩ đó, như Thái cũng có một suy nghĩ đó, thì ba anh em đều chung một suy nghĩ, nên ba anh em được giao lưu và thân thiết nha mọi người. Rất là hợp ý. mới quen một thời gian ngắn thôi nhưng mà thấy rất là hợp ý. Ngày hôm nay là ngày đáng nhớ trong đời anh Linh. Đúng là ngày hôm nay là lần đầu tiên là được giao lưu gặp em Thái nhà biển luôn. Còn như em Minh thì anh em đã thân thiết rồi, là một người em thân tay trái tay phải với Linh, là trong đồng hành với cái công việc là quay video làm YouTube đó. Còn lần đầu tiên là gặp em Thái là em xinh đẹp, rất là ấn tượng, để cho Linh nhớ mãi mãi. Thì em thấy anh Linh là một thợ lặn, một dân biển, nhưng mà anh trong công việc của anh em thấy nó rất là nguy hiểm và khó khăn, anh vẫn cố gắng để anh làm những video chia sẻ về công việc của mình đến cô chú anh chị và khán giả. Thì em thấy cái đó rất là quý. Và đôi khi là anh Linh ảnh nhân biển, lời nói của ảnh hay là những cái từ ngữ của ảnh nó không có chuyên nghiệp, nó không có hoa mỹ á. Thì cũng mong là cô chú anh chị mình sẽ quý anh Linh hơn. Đó, em thấy anh rất là nhiệt huyết về công việc của mình. Thì trong cái thời gian anh làm nghề của anh, gắn bó nghề cũng lâu mười mấy năm rồi, thì cho đến thời điểm hiện tại thì anh thấy cái nghề của mình nó có gặp khó khăn không, hay là hiện tại nó như thế nào? Lặn rồi nó có áp lực, và kiểu như lặn nó thường là bị nhức tay, nhức chân, áp lực nước á, áp lực nước nó ép á, sức ép của nước. Rồi, lúc đó là rất cũng khó. Thì bây giờ thì cũng ổn, nhưng mà điều cái hải sản nó, cái nguồn thu nhập á, nó càng ngày nó càng kiệt. Thì hiện tại thì những anh em trẻ nổi lên bạn lặn rất đông, và ngư dân người ta sẽ sắm ra những chiếc ghe rất là nhiều luôn, nên là như là hải sản bây giờ là càng ngày muốn càng kiệt. Có nghĩa là người đi biển thì nhiều nhưng mà hải sản thì ít đó. Thì tính ra là sẽ lao động của mình bỏ ra để kiếm được cái nguồn thu nhập nó ít lại. Ngày xưa thì ông bà mình á, ngay cả bố ba mẹ của Thái vậy, cũng nghề biển, thì là đi lặn vào ra gần bờ thôi là có cá, có mắm, có ốc, có sò liền. Còn bây giờ là phải lặn nước rất là sâu. Đúng rồi, lặn nước sâu mới có được cái nguồn thu nhập ổn định như tài chính gia đình. Nhiều cô chú anh chị cứ hiểu lầm, nói là tại sao hải sản mà cứ bắt nhiều như vậy, mà bắt mà nói là anh chị hay nói là bắt tới tận diệt á. Thì em nghĩ nó theo anh chị nó cũng đúng, nhưng mà nếu mà cô chú anh chị hiểu á, là cái cuộc sống ai cũng cần phải có miếng cơm manh áo hết, ai cũng phải mưu sinh hết. Thì bây giờ không làm thì biết làm cái gì, phải đi ra biển để kiếm đồng tiền thôi. Nhưng mà đi biển không đâu có dễ dàng gì đâu. Bây giờ là mình vô một cái đi anh Linh,
bây giờ mình không nghĩ về chuyện ngày xưa này nọ nữa, cũng không có nghĩ chuyện mà đi biển không có tiền nữa, giờ mình phải ăn mừng một cái. Đúng rồi, bây giờ là ngày dạ. ăn mừng của anh thì dạ. Sẽ chung vui đi, đừng có nhắc chuyện quá khứ nữa. Vô. Vô. Chúc mừng anh Linh, nãy em ăn một con rồi, giờ mình ăn nữa, mua nhiều quá. Giờ thì Linh ăn tiếp con cù Bình Đới tiếp nha mọi người nha. Thì bây giờ cũng trời tối rồi, sợ là quay một xíu nữa là nó sẽ không có đủ ánh sáng, nó sẽ không có đẹp. Và chắc sẽ mấy anh em sẽ chào tạm biệt mọi chào người. Tạm biệt. Chào tạm biệt. Video thôi. Dạ, kết thúc video, sau đó mấy anh em mình ăn cho hết nha. Cố gắng. Dạ, cố gắng ăn cho hết một mâm hải sản. Lâu lâu mới được ăn ngon vậy. Dạ. Rồi video tới đây thì cũng hơi dài á mọi người. Thì Linh cũng xin phép ngừng video tại đây. Thì hẹn cô chú anh chị lại trong những video mới nhất của Linh quay kênh quay lặn biển nha. Rồi máy bay tất cả mọi người. Xin chào. Xin chào.